20 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy giải cứu cô gái trẻ định nhảy lầu từ tầng 21. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào 17 giờ 50 phút ngày 6 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin hỗ trợ giải cứu một cô gái đang ý định nhảy lầu tự tử tại tầng 21 chung cư Ruby Tower, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện và các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ trên cao có mặt ngay tại hiện trường để phối hợp với các lực lượng tại chỗ vừa trấn an, thuyết phục vừa tổ chức triển khai các phương án giải cứu nạn nhân. Tại hiện trường, một cô gái đang đứng phía bên ngoài lan can chắn bằng khung sắt tại tầng 21 chung cư. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai đệm hơi cứu nạn, cứu hộ tại khu vực sân phía dưới chân tòa nhà, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tiếp cận vị trí nạn nhân để trấn an, thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định nhảy lầu. Lúc này do tinh thần nạn nhân không ổn định, đứng bên ngoài lan can chắn của khu vực phơi đồ và sẵn sàng nhảy xuống dưới bất cứ lúc nào. Vì vậy cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa phối hợp với người nhà và bảo vệ chung cư trấn an để nạn nhân bình tĩnh, đánh lạc hướng. Chú ý của nạn nhân vừa tìm cách tiếp cận và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn. Sau gần 30 phút triển khai lực lượng, phương tiện, nạn nhân đã được đưa xuống dưới an toàn, bàn giao cho người nhà để làm công tác trấn an tư tưởng và bàn giao hiện trường cho công an phường Lam Sơn bảo vệ. Được biết, cô gái sinh năm 1991,